Máy này mình thiết kế một phần chết và một bình lùa nha anh em. Máy này có chức năng là tự động nha anh em và cảm biến mưa nha. Thì cái này mình có cảm biến mưa, đây là cảm biến mưa của bên mình nha anh em. Đấy anh em để này, anh em rờ tay vô này nha. Đấy là nó tự động nha anh em. Đây sẵn tiện đây mình làm một cái máy nước đó anh em, thì mình cũng giới thiệu cho anh em sơ qua cái mẫu kính này nha. Kính này là kính khối 10 ly cường lực nha anh em. Máy được làm bằng sắt 48 dày 1 ly 8. Tất cả có cái phần chính mình sẽ làm cái cây cứng nhất nha anh em. Còn ở trong những cây nhỏ mình đang 1 ly 4 nha. Ok anh em nha. Máy này mình thiết kế một phần chết và một bình lùa nha anh em. Máy này có chức năng là tự động nha anh em và cảm biến mưa nha. Thì cái này mình có cảm biến mưa, đây là cảm biến mưa của bên mình nha anh em. Đấy anh em để này, anh em rờ tay vô này nha. Đấy là nó tự đóng nha anh em. Khi mưa là nó tự đóng nha anh em ơi. Đấy. Để nhiều anh em là kêu là cái cảm biến mưa là nó khó khăn gì, nhưng mà thật sự nó không khó khăn gì đâu anh em. Nó chỉ là một cái bộ tự động thôi, cảm biến khi mưa xuống thì máy nó sẽ tự đóng lại nha, để cho chúng ta khỏi bị nước xuống dưới nhà nha anh em. Đấy anh em thấy công năng của máy này nó cũng rất chi là hiện nghiệm nha. Mình đã thiết kế và chống nước tuyệt đối 100% nha anh em. Tất cả các thiết kế này mình làm là mình làm trước ở nhà và mình đem lên đây mình gắn một ngày và gắn kính từ sáng giờ là xong nha. Đấy anh em cũng lấy cái mẫu này để tham khảo với khách hàng nha anh em. Đấy anh em còn anh em nào mà thắc mắc về cái vấn đề máy lùa này hoặc là cái kiểu cách làm như thế nào mà không được á, anh em cứ inbox trực tiếp cho mình sẽ tư vấn anh em từ A tới Z luôn nha. Giờ mình sẽ bấm ra cho anh em xem nha. Nó ra này. Đấy. Cái bộ chuyển động này thì mình sẽ tính theo cái trọng lực của cái máy nó bao nhiêu ký và mình sẽ tính cái lực bánh xe nha. Đấy. Và motor này bên mình á sẽ tính dư ký chứ không có tính là vừa ký nha anh em. Tại vì hầu hết là tất cả các motor mình sẽ tính dư ký, thì về dư ký mình xài nó sẽ bền hơn những cái motor mà mình tính vừa ký nha. Đấy, ok anh em. Anh em nhớ tin ủng hộ follow để bên mình ra nhiều video cho anh em tham khảo nha anh em. Cộng đồng rất là yêu quý mình nha. Cảm ơn tất cả tình cảm của anh em đã dành cho kênh anh em Metalab nha. Cảm ơn mọi người nha. Hello. Chào mọi người nha.